Hôm nay trong cho tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để remove, nghĩa là xóa đi một cái màu nền của một bức ảnh trong video à, của cái video đó luôn ha. Thì đầu tiên á thì cái mình sẽ mở chương trình Camtasia lên. À. Mình chọn một file làm việc mới. Rồi cái nguyên liệu hay là cái nguyên liệu hôm nay mình dùng để thực hành là mình sẽ có một cái file video. Đây thì hiện tại mình đã có sẵn tải sẵn một cái file video về đây rồi các bạn. Đây. Giả sử như cái video này nó có cái màn hình cái video này các bạn nhé. Đây. The remove a color effect. Also Cái background của nó sau này này là màu xanh này. Thì mình muốn chuyển thay đổi cái màu xanh này thành một cái hình, một cái màu khác hoặc là một cái hình background gì mới, mình sẽ chọn cái ảnh nào mới hoặc là mình cảm thấy hợp với cái này thì mình sẽ đưa vào. Giả sử như mình sẽ xóa cái background này và mình thêm một cái ảnh, bức ảnh nhà bếp vào thì mình cũng đã tải sẵn một cái đâu nhỉ, mình để desktop ạ. Rồi, mình giả sử như mình sẽ chèn cái bức ảnh bếp này vào. Đây, mình sẽ chèn cái này với sau cái background của cái này. Đã hiểu ý cái việc của mình hôm nay làm chưa ạ? Là mình sẽ thay cái màu này, màu xanh này, bằng một cái hình bếp vào chỗ này. Ok ạ, bắt đầu mình vào video nhé các bạn. Rồi, mở Camtasia lên. Đầu tiên mình sẽ import hai cái nguyên liệu vào. Nguyên liệu của mình là cái bếp này. Tiếp theo là cái video của mình. Đây. Đấy chưa? Rồi mình sẽ add cái này vào trước. Rồi. Công việc đầu tiên của mình là sẽ làm là để remove xóa làm mờ cái sau này trước. Để làm mờ được cái này á, để remove được cái này á thì mình sẽ vào chức năng là vào Visual Effect đây và mình sẽ kéo chọn chức năng Remove Cloud, kéo xuống. Rồi, ok, mình đã có có hiệu ứng Remove Cloud đây, nghĩa là xóa đi một màu. Rồi mình click vào đây, mình sẽ bắt đầu mình sẽ chọn thuộc tính cho nó. Thì để cái xóa được một màu của cái round này á, thì mình sẽ click vào chỗ này các bạn nhé. Đây này. Rồi các bạn được cái bút này, kích đến cái chỗ cái màu này đó thì tự nhiên cái màu đó là biến mất đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu những cái chức năng ở chỗ này. Đầu tiên á, là chúng ta sẽ điều chỉnh những chức năng này. Thứ nhất là toleration, cái toleration đấy của mình á, là mình sẽ kéo đi kéo lại đấy là để tăng cái dung size. Đây mình tăng cái dung size và phạm vi của nó nha. Rồi về softness thực chất là mình sẽ làm giống như là mình cái làm mềm á, làm mềm cả cái màu xung quanh ấy. À thì mình sẽ kéo những cái này để mình biết là nó thay đổi thế nào và thế nào là nó đẹp đối với các bạn của mình. Rồi chỗ phần huê này cũng tương tự như vậy, là để điều chỉnh màu sắc clip cho nó phù hợp ấy. À đây. Rồi khi mình đã thấy mọi thứ đều đã ok rồi á, mình điều chỉnh ok này, là thấy cái màu đã tách ra được cái mình mong muốn rồi, thì cái tiếp theo mình sẽ là mình xem thử các bạn nhé, mình thì xem thử đấy. The remove a color effect, À, also known as ok đúng không green. ạ? Bắt đầu mình sẽ add cái bếp vào của mình. Giả sử mình hồi nãy mình add thêm cái bức ảnh vào bếp rồi thì mình, các bạn nhớ là cái này mình bỏ phía dưới các bạn nhé. Còn nếu giả sử như các bạn bỏ phía trên này thì khi các bạn kéo rộng ra đây các bạn thấy không thấy gì hết vì cái bức ảnh nó vẫn, video nó vẫn nằm trên bức ảnh mà đúng không ạ? Thì mình sẽ kéo nó xuống như này cho mình nằm dưới cái ảnh ha. Thì mình kéo đủ cái video của mình luôn. Đấy,
thì mình điều chỉnh cái bức ảnh sau này, chỗ này cho bạn nhé. Phở với màn hình. Rồi, mình thử xem. Remove a color effect, also known as green screen or chroma key, allows you to quickly remove a single color background from a video. Rồi, ok chứ. This is great as it allows. Bài giới thiệu của, về chức năng remove color của phần mềm đấy. Rồi, thì trong bài hôm nay thì nội dung nó chỉ có là mình đưa vào một video remove cái một cái màu, remove cái này được một màu thôi các bạn nhé, màu trong video đó và chèn một cái bức ảnh mới vào. Thì các bạn thể xem qua video, phần nào mà không rõ thì các bạn có thể comment với chúng mình ha. Để ủng hộ mình thì các bạn bấm đăng ký và xem những video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.